Rồi hôm nay em đi sẽ vẽ cho cô khách này nha các bạn. Em đi sẽ vẽ bằng cái keo đặc nè. Keo đặc này màu xanh nha, nó mình trộn trộn lên chút. Từ khi nó hay nổi cái nước trắng trên mặt lắm. Rồi hôm nay mình vẽ cái bông. Đây mình vẽ cái bông đơn giản bằng màu keo cũng được. Nhưng mà giờ cô này có rồi cái mẫu này keo đặc. Rồi mình cũng chấm nước sơn như bình thường nha các bạn. Rồi bây giờ mình vẽ cái bông gốc đây nha, cái bông ba cánh nè. Bây giờ mình đi cái bông trước. Cái đặc tính cái keo đặc này á, nó cũng như cái keo kia thôi, nhưng mà cái cánh mình vẽ nó sẽ dày hơn. Cái đường nét nó sẽ nổi hơn. Rồi mình tô lại. Bạn không, cái keo nó đặc hơn, nó dày hơn vậy đó. Cái màu mình vẽ nó dễ lên màu hơn. Cái keo đặc này các bạn cứ mua Amazon nha, nó một phát nó nhiều màu lắm. Ai mình cũng mua lâu rồi, giá thì cũng rẻ chừng vài đồng mà các bạn. Rồi dưới cái phần còn trống này mình sẽ vẽ những cái lằn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chấm nha. Mình cũng dùng cái keo đặc này luôn. Mình chấm những cái hạt cho nó to nổi ra vậy. Rồi cái mẫu siêu đơn giản. Rồi mình cho hơi bên đây. Rồi giờ bên đây mình cũng vẽ giống vậy các bạn. Đây, mình bắt cái cánh trước nha các bạn, bắt cánh ngay giữa trước, sau đó mình mới bắt hai cánh hai bên hông. Rồi bây giờ mình mới tô lại đây, bạn thấy nó lên với cái màu đen thiệt là nổi. Khi mình vẽ cái màu xanh mà của màu treo thường chưa chắc nó nổi được nhiều nha các bạn. Cái loại keo đặc này nó rất là dày. Rồi bây giờ em sẽ vẽ cái lai nha. Cái lai bên đây mình kéo xuống. Rồi đây mình kéo ra một cái nè. Rồi bên đây mình kéo lại nha các bạn, mình vẽ cho nó đối với bên kia. Rồi bây giờ mình chấm cái keo đặc. Mình chấm là cũng có hạt to hạt nhỏ cho nó đẹp xen kẽ nhau nha. Rồi bây giờ mình đã xong rồi các bạn. Dính nè. Rồi cameraman xâm xâm mấy mì cái đó. Vậy là mình đã xong hai cái mẫu vẽ bằng keo đặc rồi. Bây giờ mình cho hơi bên đây. Cái bước sau cùng là bỏ nước bóng nha các bạn. Em mình bỏ nước bóng 10 ngón luôn. Cái màu đen này là nó rất là bóng vậy, chứ thật sự em mình chưa có bỏ nước bóng màu đen nha. Rồi em mình bỏ ngón dĩa trước. Rồi bây giờ mình bỏ mấy ngón này luôn. Rồi các bạn đừng tiếc cho em mình một cái like, một cái share và một cái đăng ký kênh ủng hộ em mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.